Hello， 大家好，我是演员程毅。别再执着了，下载优酷国际版 APP 看《沉香如屑》吧。用你们的语言打开《沉香如屑》，和我一起沉浸式追剧吧。Nhan Đàm, đừng quên, hắn là Ứng Nguyên Đế Quân, không phải Đường Châu. Ngươi làm gì vậy? Để nàng ôn lại tiết mục nàng làm gia chính năm xưa. Đồ tiểu nhân, sao ngươi lại nhốt ta vào hồ lô rồi? Ai bảo chế giễu ta? Vậy sao ngươi cũng vào đây luôn thế? Cho dù ta hộ xuống đồng bằng cũng sẽ không thả nàng đi đâu. Đừng nói nhảm nữa, mau mở ra cho ta đi. Hết cách rồi, ta cũng ở trong hồ lô, không mở được. Đúng là tiểu nhân. Trong hồ lô sao lại biến thành thế này? Trước đây ta vào trong hồ lô nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng này. Không đúng, chẳng phải ngươi đã mất hết tu vi rồi sao? Đây là pháp khí của ta, tất nhiên nghe lời ta rồi. Thì ra thời gian qua ngươi đóng cửa ở lì trong phòng là để tu luyện à? Thế nào, ta dạy ngươi pháp quyết thiên giới hữu ích không? Nhìn thấy ngươi phấn khởi trở lại thế này, đây mới là đường thiên sư ta quen biết ban đầu chứ. Lâu lắm rồi không vui vẻ như vậy, dường như không ra được. Cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu chúng ta mãi không ra được thì làm sao tìm thần khí chữa lành vết thương trên ngực ngươi? Những chuyện này đều không quan trọng. Nhan Đàm, đừng quên, hắn là Ứng Nguyên Đế Quân, không phải Đường Châu. Hắn chỉ đang dự kiếp nạn, sớm muộn cũng phải về chính tầng trời.